Thưa quý vị, đã có rất nhiều những vụ tai nạn hy hữu xảy ra với trẻ em do các bé còn nhỏ chưa lường hết được những nguy hiểm xung quanh. Và nhiều khi là người lớn chúng ta cũng chủ quan với những trò chơi của những đứa trẻ. Mới đây một bé gái 2 tuổi thủng ruột vì nuốt chuỗi 7 viên bi nam châm. Vâng, bé gái 2 tuổi này ở tỉnh Bắc Ninh được đưa đến bệnh viện bệnh viện Nhi Trung ương cấp cứu trong tình trạng đau bụng nôn nhiều, phát hiện dị vật là chuỗi bi nam châm gây tắc ruột các bác sĩ đã mổ cấp cứu, ca phẫu thuật cấp cứu cho bệnh nhi được thực hiện vào ngày 4 tháng 3. Đến nay sau 3 ngày, bệnh nhi đã dần ổn định. Theo bác sĩ trưởng khoa ngoại quốc tế Bệnh viện Nhi Trung ương, người trực tiếp phẫu thuật cho bệnh nhi cho biết vào ngày 4 tháng 3, trẻ nhập viện trong tình trạng đau bụng, nôn nhiều. Kết quả chụp x-quang phát hiện hình ảnh tắc ruột kèm dị vật cản quang trong ổ bụng là bốn khối hình cầu dính thành chuỗi, ngay lập tức trẻ được tiến hành mổ cấp cứu. Khi tiến hành phẫu thuật, các bác sĩ phát hiện 7 viên bi nam châm dính vào nhau, gây tắc nghẽn ruột, khiến ruột thủng 3 vị trí. Các bác sĩ đã lấy dị vật, khâu kín vị trí ruột thủng, bơm rửa sạch ổ bụng và dẫn lưu. Theo gia đình bệnh nhi, không biết con mình nuốt viên bi nam châm vào khi nào. Trước đó 5 tháng, bố bé có mua viên bi nam châm xếp hình về cho anh trai của cháu chơi. Các bác sĩ cũng cảnh báo nuốt dị vật là tai nạn thường gặp ở trẻ nhỏ, đặc biệt là trẻ dưới 3 tuổi. Tại Bệnh viện Nhi Trung ương tiếp nhận rất nhiều trường hợp trẻ nhập viện do nuốt hóc dị vật như là đồ chơi, cúc áo hay kể cả đồng xu. Vâng và chính vì vậy thì các bác sĩ cũng đã khuyến cáo các bậc cha mẹ cần phải thận trọng khi cho trẻ chơi đồ chơi, chuỗi nam châm để phòng ngừa nguy cơ có thể xảy ra với trẻ. Những trường hợp nghi ngờ nuốt dị vật, đau bụng, buồn nôn cần phải đưa trẻ tới ngay các cơ sở y tế để được kiểm tra và xử lý kịp thời.